Chào các bạn, mình là Tuấn. Hôm nay mình sẽ đánh một bài, đó là bài Roman de Amour. Và không dài dòng nữa, mình sẽ đánh bài này. Và nếu như các bạn thấy hay thì hãy like, share, subscribe và đăng ký kênh để nhận thông báo mới từ kênh của mình. Và mình sẽ bắt đầu đánh bài này. Kết thúc. Tạm biệt các bạn, hẹn các bạn vào video tiếp theo.